Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Mobile. Và hôm nay các bạn ơi, mình sẽ nhận thêm thành viên về team nha. Có một cái bạn tên là Lê Triết Thiệp Phải. Rồi, thêm một bạn nữa. Để xem coi có anh em nào làm nhiệm vụ hay không. Bạn nào làm biến quá thì báo mình nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài quậy một chút xíu. Ưu tiên những thành viên là người Việt Nam nha. Và người Việt Nam thì ít ra cũng phải biết chơi sự kiện chút xíu nha các bạn. Chứ anh em mà không ai biết chơi hết thì cũng hơi đuối mình. Rồi, anh em nào chưa có clan thì có thể nạp đơn vào clan của mình nha. Và đây là cái tên clan của chúng ta là HNT Channel. Đây, HNT Channel VN đó nha các bạn. Tìm ở đây rất là nhanh, gọn, lẹ và tốc độ luôn. Rồi, các bạn hãy kéo xuống phía dưới nha. Đây, quy hiệu hình siêu nhân, hiện tại mình đang còn trống hai chỗ. Rồi, ưu tiên người Việt Nam nha mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với... đầu tiên là vào thu hoạch ít vàng cái đã. Nhiệm vụ ngày hôm nay của mình sẽ là một trận trong khu vực quest đã hoàn thành rồi. Ở đây thì chúng ta còn phải đi thu hoạch 100k vàng. Wow, 100k vàng các bạn ơi, một con số không hề nhẹ tí nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với, để mình xem thử coi nha. Không đủ rồi, không đủ vàng rồi. Ở đây thì chúng ta còn phải đi thu hoạch khoảng 8.000 thức ăn các bạn. Trong khi thức ăn thì mình chưa có mua. Chắc cho lẽ là mình sẽ đi mua. Nếu như mà 8.000 thức ăn, đây là một cái là 2.000. Ui chào, 150 các bạn ơi. Oh my god. Mấy cái này thì chắc có lẽ mình nâng cấp cái nhà của mình lên quá ha. Ui cho tốn 500k mỗi lần nâng cấp luôn kìa. Thôi ôi, tốn kinh khủng luôn. Wow, nhà này thì như là maximum hả ta? Vẫn còn nâng cấp nữa, 500k. Mình không đủ tiền để nâng cấp các bạn. Rồi, bây giờ thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái khu vực nào đó để ghẹo cho vui. Nhiệm vụ thì chưa làm xong mà bây giờ phải đi ghẹo chọc rồi nè. Chúng ta còn phải like mấy cái con dragon lại với nhau nha mọi người. Mình vẫn cố gắng nỗ lực để lai ra cái con này, nhưng mà hiện tại thì lai hoài luôn, vẫn chưa thấy nó ra. Ui chà, 16 tiếng nè. 16 tiếng ra không nhỉ? Cái này là cần phải 24, một ngày 12 tiếng, nghĩa là 30, nói chung là tầm khoảng 36 tiếng hả ta? 24 rồi, ok, tầm khoảng 36 tiếng đó các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái chỗ khác vậy, khu vực list để ghẹo thử xem. Một viên game nữa, 3 phút các bạn, 3 phút thì chúng ta ra ghẹo bên đây xíu nha. Wow, ngó sơ vào đội hình team bạn một chút xíu. Hiện tại thì chúng ta đang mang 3 thành viên mạnh nhất team rồi, chữ nghĩa thì đại loại chữ C trở lên. Team bạn thì cũng không phải dạng vừa, level 26 luôn. Wow, ca này căng rồi. Chiến luôn nè. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh HNT Mobile thì nhớ cho mình một subscribe nha. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông nhỏ lên, để khi mà mình ra video hay là livestream thì anh em đều nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Và đây là cái kênh YouTube thứ hai, kênh YouTube nhỏ bé của mình, mong các bạn hãy ủng hộ. Bây giờ thì chúng ta sẽ mang cái thành viên vô cùng cute này ra, cộng thêm 30% lượng sát thương đến từ tuyệt chiêu hệ đất. Coco level 26. Ui chà, ca này hơi khó đây. Ồ, mình không nghĩ là độ khó nó lại cao đến vậy. Team bạn ngang cơ, thậm chí là hơn level của mình luôn. Chắc có lẽ là phải có con hy sinh thôi các bạn ơi. Tình huống này không còn đường nào khác cả đâu. Dứt điểm nhẹ nhàng rộng hoang dã, quyết định hy sinh để có thể giúp team giành được chiến thắng. Rồi, em này thì 6.000 mấy ha. 16k. Tuyệt chiêu đang được tăng gấp đôi lượng sát thương, 17.000, quá tuyệt vời. Sự tính toán gọi là hoàn hảo để mang lại được chiến thắng dành cho team. Đội hình team bạn lần này lại là một thành viên khá là hộ báo luôn. Chắc có lẽ là mình sẽ cho cái con này ra ngoài đây đi. 24, 25, rồi, chiến luôn các bạn à. Team bạn thì thua mình về chữ một chút xíu. Level thì cũng ngang ngang với mình, 24 tới 25. Wow, ca này thú vị đây. Nó gõ một cái thôi là hơn nửa cây máu của mình rồi. Thiệt tình là cái con này nó khá là lợi hại luôn. Ui chà. Rồi, cuối cùng anh em chúng ta hạ được một em nè.
hai con bên trong này, một con VR và một con Legend. Con VR đang lao ra. Tuyệt chiêu đến từ bé, gọi là bé hệ nước. Cha giờ đủ điểm để dứt điểm với một thành viên. Như vậy thì còn gì bằng chứ hả? Con này max A cộng level là 25. Ôi, ca này cũng bộ hơi khó với mình rồi. 15.000. Nếu như mà chúng ta đang tới 17 thì coi như win. What? Vẫn thiếu một chút xíu các bạn à. Không thể tin được. Biết như vậy mình bỏ cái con cấp E được rồi. Đi bỏ cái con Legend. Hơi bị uổng luôn. Rồi bây giờ anh em chúng ta sẽ ra ngoài một chút xíu. Ở đây thì mình sẽ xem thử cái nhiệm vụ này là mình đã để giành được khoảng 5.900 coi rồi các bạn à. Và bé này đã bắt đầu ra lò rồi. Mỗi bước đi tốn tầm khoảng 100 điểm. Để có điểm coi mà chơi cái sự kiện này thì mình có thể đi di chuyển cái em đó nha. Ở đây thì mình đang có được 83 điểm coi. Rồi, ngó sơ đội hình tem ở lọc, ngó sơ đội hình cái chỗ này cái đó. Rồi, di chuyển nào. Mình mới chưa được nửa cây nữa nhưng mà mình thấy trong cái chỗ này nó hơi bị khó lấy nè. Con tiếp theo của mình sẽ là con đẳng cấp E. Wow, cơ hội tới rồi. Đây, mình sẽ có một cái đường. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ ngang đứng. Quá tuyệt vời đúng không nào? Wow. Để tính toán tiếp xem mình đang cần là 55 quả táo và chuối. À, chuối thì cần khoảng 69 lần. Con số này hơi nhiều nè. Đây, ba cái này xuống đây chúng ta sẽ lấy được một cái đường ngang. Wow, chưa gì hết đã làm được chiếc rương rồi. Lại một tờ giấy bài hát. Ok. Con ngôi sao năm cánh nào. Mình đang lót dép ngồi chờ cái ngôi sao năm cánh luôn. Lại là quả cà ha. Mình thấy trên bản đồ có rất là nhiều cà nhưng mà chuối thì rất là ít luôn các bạn. Chúng ta hiện tại đang thiếu rất là nhiều quả chuối. Y mình đang còn khoảng 72 điểm nha. Cái này chơi là quậy cũng banh cái chỗ này luôn rồi đó. Rồi, cố lên xem. Hãy cố gắng gọi là tạo ra thật là nhiều quả chuối cho nó đi xuống khu vực này. Và sau đó thì anh em chúng ta sẽ hốt nó. Ok. Đó, mình đang bắt đầu thấy nó nhiều rồi đó. Bây giờ anh em chúng ta hốt nó đi ha. Wow, chúng ta lên luôn level 9 rồi. À, càng lên cao hình như nó là càng dễ hơn hay sao đấy. Hai cái lỗ ở chỗ này, mình tưởng nó không có hai cái lỗ này thì chúng ta sẽ khá là dễ. Vì có hai cái lỗ này nó sẽ cản những cái mà ngôi sao năm cánh của mình. Wow. Ở đây mà phải chỉ có cái quả chuối xuống nữa là đúng đẹp. Ui cha. Ngon lành luôn. Được hai ngôi sao năm cánh các bạn ơi. Wow, cái này đúng đẹp luôn nè. Ok, bây giờ thì mình ngó sơ cái chỗ này thì mình thấy một điều rồi. Phá luôn cái ngôi sao năm cánh rồi. À, làm sao ta? Rồi, hiện tại thì mình thấy trên bản đồ có khá là nhiều quả cà rồi đó. Ồ, chuối cũng vậy luôn. Anh em mình lấy chuối đi ha. Đây. Đó. Sau khi mà lượm hết chuối thì bắt đầu chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều quả cà đang nằm xung quanh đây. Rồi, ôm hết về luôn coi nào. Wow. Mình lấy hai cái đó thì những cái khác bắt đầu nó lòi ra nhiều hơn. Ở đây thì mình đang thấy có rất nhiều cái bông. À, cành bông. Ok, đường nào thì cũng phải lấy từ lưa hộp dưa hết trơn. Rồi, những quả cà đã bắt đầu xuất hiện trở lại. Wow, chỗ này phải chỉ có được chiếc lá liệt cành vô đây thì đẹp tuyệt vời luôn. Wow. Ở đây khó quá. Rồi, chúng ta sẽ có một cái đường ngang nhưng mà mình không muốn phá hủy cái lá này các bạn ơi. Đùng một cái. Rồi, ok. Chà, tính ra là hết cà rồi. Bây giờ mình đang cần tới 23 quả chuối luôn nè.
thiệt tình là đỡ ngược lại thì những quả chuối nó lại không nằm ở gần nhau. Tới 23 trái luôn. Đây là chúng ta hiện tại đang bị lệch rồi. Rồi bây giờ cần phải làm cho nó cân bằng. Còn được 42 điểm. Một con số mà gọi là nó nhiều không nhiều mà nó ít cũng không ít. Rồi bây giờ thì chúng ta còn tầm khoảng 17 trái nữa. 14 nè. Đó, mình là quan trọng mấy cái trái cà này cho nên mình đè mình lụm nó hết luôn. Wow, chuối trên bản đồ thì cả đống luôn. Nhưng mà anh em chúng ta lại qua một cái level mới rồi. 4 nè. À. Đây. Cơ hội cho anh em chúng ta còn 2 trái chuối. Chỉ còn 2 trái thôi mà mình làm. Mình đẩy cái máy bên đây thì nó hơi bị lố nè. Lẫm tiên. Đây là em đang cấp cấp E nha mọi người. Còn 2 ngày và 5 tiếng nữa em ta sẽ cố gắng gọi là lấy luôn. Ui chà, con này có 200 mấy ha. 200 mấy các bạn. Rồi cơ hội cho anh em chúng ta. Đây kéo lên sẽ được 4 trái nè. Đây đi ha. Wow. Ở đây thì chúng ta đang có một cái dấu cộng nằm chính giữa. Nó đang gọi là phân tâm của mình. Ây cha cha. Mình thì đang cần một cái trái chuối nó rơi xuống cái chỗ này. Cái vị trí này sẽ giúp cho chúng ta có thêm một ngôi sao năm cánh nữa. Nhưng mà để tạo được một cái quả chuối chỗ này thì nó cũng hơi khó đây. Thiệt tình là hơi khó. Wow. Wow. Mấy cái luôn nó nằm gần nhau không kìa. Để thêm một cái bốn nữa. À, thôi phá nó luôn đi thiệt tình. Ê chà, bây giờ nó nằm một dãy như vậy thì xử lý làm sao đây? Ui chà, nó nổ hết trơn luôn rồi. Tiếc quá. Gọi là chúng ta hơi bị tiếc luôn á. Rồi một đường đứng nè. Đó, tẩy gì cho nó lẹ. Ok. Wow, mình được 1000 điểm các bạn ơi. 1k điểm coi chơi sự kiện mấy bên kia luôn. Oh my god. Ok. Wow. Vậy nó mới vui nè. Mình đang còn có 12 điểm ha. Lộn. Ý lộn. Rồi để làm sao giảm cái này nó xuống đi. Wow. Và các bạn ơi, video đến đây cũng khá là dài rồi. Và anh ta xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người nha. Các bạn đã theo dõi luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Thank you.